Này Mỹ Tho laptop xử lý một chiếc laptop Lenovo IdeaPad này các bạn. Máy này là đang gặp phải tình trạng là bể màn hình. Và để thay màn hình thì mình đã tháo toàn bộ máy ra để có thể thay một cái màn hình mới nha. Trong máy này thì sau khi các bạn thay màn hình đó thì ở những cái chiếc máy mà mình phải tháo như thế này, mình sẽ hỗ trợ kiểm tra một số phần cứng bên trong nha, cũng như là vệ sinh cơ bản những chiếc máy như thế này. Ở chiếc Lenovo này thì máy đã được nâng cấp SSD rồi. RAM thì chưa được nâng cấp thì các bạn, ở đây là vị trí xe RAM nè. Những bạn nào chúng ta đang sử dụng laptop và gặp phải tình trạng máy chạy không đủ RAM hoặc là máy chạy chậm thì các bạn cân nhắc nâng cấp SSD hoặc là RAM nha. Và những chiếc máy nào các bạn sử dụng lâu á, gặp trường hợp là nóng, quạt kêu to, hoặc là các bạn đơn giản là muốn vệ sinh máy sạch sẽ thì cũng phải trải qua cái thao tác là mở máy như thế này nha. Thao quy trình này là nên được thực hiện ở những địa chỉ hỗ trợ xử lý phần cứng laptop, và bên mình là Mỹ Tho laptop sẽ hỗ trợ những vấn đề tương tự như thế này nha. Tất cả các vấn đề liên quan tới phần cứng máy tính, cả laptop và MacBook bên mình đều xử lý nếu các bạn gặp phải tình trạng trên nha. Cần xử lý phần cứng, phần mềm, inbox ngay bên mình nha. Cảm ơn các bạn đã xem video này.